Ca sĩ Tim không được ba mẹ Trương Quỳnh Anh chấp nhận, ly hôn vẫn sống chung nhà. Hối tiếc lớn, hối tiếc nhiều nhất là chắc là chưa đám cưới với Quỳnh Anh. bị chấp hoài chứ gì. Dù không xuất hiện quá dày đặc, thế nhưng ca sĩ Tim vẫn luôn là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhất là câu chuyện đời tư phức tạp của anh càng khiến fan tò mò. Rất nhiều khán giả biết đến mối quan hệ một thời giữa Tim và Trương Quỳnh Anh. Cặp sau này gặp gỡ từ năm 2011 khi tham gia chung một bộ phim. Từ đó họ nảy sinh tình cảm, ở bên nhau và có chung một cậu con trai đầu lòng vào năm 2012. Điều đáng nói khi mỹ nhân họ Trương sinh ra trong một gia đình có điều kiện và nhà cô không hề chấp nhận mối quan hệ này. Dẫu vậy, ở thời điểm đó, Trương Quỳnh Anh vẫn đi theo tiếng gọi con Tim. Kết quả là bố mẹ cô đã quyết định sang Mỹ sinh sống và ngừng liên lạc với con gái trong một thời gian dài. Khi diễn viên đại náo học đường có con, bố mẹ cô cũng chỉ nhận cháu ngoại chứ chưa bao giờ có hảo cảm với Tim và không chấp nhận anh là con rể. Trong một lần trò chuyện với truyền thông hồi năm 2015, Tim từng tâm sự về lý do khiến gia đình của đối phương không thích mình. Giọng ca Một Vòng Trái Đất cho biết bố mẹ Trương Quỳnh Anh suốt nhiều năm không chấp nhận vì Tim là nghệ sĩ và anh cũng từng vướng vào những ồn ào tình cảm trước đó. Trong quá trình yêu, nhận thấy Trương Quỳnh Anh từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc từng chút. Tim chỉ dạy bạn gái rất nhiều từ cách chi tiêu, quản lý tiền bạc hay chủ động trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Tim, những điều này khiến gia đình của Quỳnh Anh không hài lòng. Mối quan hệ của nam ca sĩ và nhà bạn gái ngày càng căng thẳng. Về sau, nam diễn viên chỉ cố gắng làm mối quan hệ này trở nên bớt căng thẳng, chứ bố mẹ của Quỳnh Anh chưa bao giờ chấp nhận. Phải đến khi cặp đôi này chia tay, Trương Quỳnh Anh và bố mẹ mới làm lành. Cũng tháng 5 năm nay, giọng ca Mưa Sao Băng xúc động chia sẻ clip hội ngộ với gia đình của mình sau thời gian dài. Còn bố mẹ của nữ diễn viên dù chưa bao giờ chấp nhận Tim nhưng vẫn rất thương cháu. Một điều lạ lùng trong chuyện tình của cặp đôi thời đó là họ vẫn ở chung nhà sau khi tan vỡ. Tháng 5 năm 2017, dân mạng xôn xao trước sự xuất hiện đơn ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh. Thời điểm đó, họ vẫn khiến dân tình khó hiểu khi chia sẻ những hình ảnh gia đình hạnh phúc, livestream vui vẻ bên nhau. Đến tháng 8 năm 2017, Trương Quỳnh Anh đăng tải dòng trạng thái với nội dung chính thức ly hôn. Ban đầu dù đã ly hôn, thế nhưng Tim vẫn ở chung nhà với vợ cũ. Sau này, vì Trương Quỳnh Anh không muốn cản trở tương lai của chồng cũ, mà cô đã dọn ra khỏi căn nhà chung. Dù chuyện tình không có cái kết đẹp, thế nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh ít nhất cũng đã từng có khoảng thời gian yêu đương thật lòng, say đắm bên đối phương. Cặp đôi bất chấp để sống vì tình yêu, và giờ đây họ hạnh phúc khi có cậu con trai nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn. Dù không còn bên nhau, song cặp sao đối xử văn minh, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn giữ ấn tượng tốt đẹp về người cũ và cùng tạo điều kiện sống tốt nhất cho con trai. Việc đường ai nấy đi khiến Tim sa sút trong thời gian dài, kể cả ngoại hình, lẫn sức khỏe và sự nghiệp. Sau này, nam diễn viên cũng đã lấy lại tinh thần ổn định. Gần đây, anh gây chú ý khi làm mới bản thân ở vai trò đạo diễn. Về đời tư, anh cũng bị nghi có tình mới, nhưng nhiều lần phủ nhận.